Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo học phạm. Ở video clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo project trong Android Studio và run nó lên trên máy ảo Genymotion và máy ảo của Android Studio. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cấu trúc thư mục cũng như vị trí những cái thao tác nào mình hay sử dụng trong Android Studio ha. Rồi vẫn cái project cũ ha. Mình tạo cái ứng dụng đầu tiên. Thì sau khi tạo mình nó mặc định của nó là tạo mình một cái màn hình trong đó có một cái file Java và một file .xml là trước cái giao diện cho nó. Thì trước tiên là có hai cái file này ha. Hai cái file này. Thì bên phần Java thì nó cũng chỉ viết code nhớ là để quản trị phần giao diện mình muốn xử lý cái gì đó thì ở trong file Java quản trị của nó quyết định. Thì trước đây mình sẽ nói bên phần giao diện ha. Đối với phần giao diện, khi bạn click qua activityman.xml thì bạn để phía dưới ha. Cái tab dưới phía đang mở là design. Thì bạn thấy được giao diện của hình một cái thiết bị điện thoại, một cái màn hình. Thì bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ với tên cộng trừ này. Đó, di chuyển đó. Đó là design. Thì bên phần design thì bạn thấy ở giữa là nguyên một cái màn hình để bạn thể tùy thích bạn thiết kế giao diện thiết kế luôn. Bên trái của nó cái phần palette nè, nó có cái phần viết dịch hoặc là những nói chung là phần hình như thanh công cụ ở bên đây để sử dụng. Bạn có thể kéo thả những cái thanh vào, những hiển thị chữ là text view, nút button gì đó hoặc cái checkbox radio, bạn kéo thẳng vào trong cái phần giao diện của mình, đó phần design. Rồi phần phía dưới nó có một cái phần để là component tree, nó sẽ hiển thị giống như cái cây thư mục ở trong máy tính của các bạn. Thằng gốc ha là anh để là Activity. Trong cái mặt này để là Recipe Layout. Thì hiện tại Recipe Layout biết nó là một cái loại layout để nó sắp xếp màn hình cho mình thôi. Mặc định nó sử dụng như vậy. Rồi thuộc vào trong một cái, nó hình vào con của nó là nó trong màn hình. Nó có một cái text view. Bạn thấy nè, khi bạn chọn Activity Man, bên cái phần cái ảo bạn không có gì hết, cái nhận diện nè. Khi bạn chọn xuống text view, đấy ngay cái text Hello World nè, nó có một cái viền màu xanh nó bao lại như là bạn đang chọn nó đó. Đấy, tức là muốn hiển thị một cái dòng chữ nhỏ ví dụ là Hello World thì bạn sử dụng một cái view hoặc hay là một cái công cụ, tạm gọi là công cụ tên là text view để hiển thị ha. Đây mình chọn nó trên diện của mình. Đa phần command tree nó quản lý những cái phần công cụ, những cái view trên màn hình. Qua cái phía bên phải của cái điện thoại này nó có một cái cột thuộc tính. Thì trong thuộc tính này nó có rất nhiều ha, liệt kê này. Ví dụ khi bạn chọn cầm Command Tree gọn cái màn hình thì thuộc tính nó có như đây. Ba thuộc tính này là nó đại diện chính thôi, còn muốn xem hết tất cả thì nó có phần View On như thế này, xem hết. Tương tự Text View thì thuộc tính nó cũng để một số cái hay sử dụng và tất cả thì vẫn là View On. Thì những thuộc tính của nó anh sẽ liệt kê bên đây. Nó thấy theo ID, chiều cao, chiều rộng, font, size hoặc là màu gì đó, những thuộc tính. Thuộc tính nó cho phép bạn đổi trên phần giao diện. Nó có thể giống những cái phần mềm khác và nằm trên ở những người khác. À, nó tương tự như vậy. Tiếp theo đó là của phần design thì bạn chuyển qua cái tab kế bên là phần test. Đó phần test bên đây. Và nó bật cho bạn luôn một thấy giống như một cái màn hình giống như bên phần design. Thì nó là một đó các bạn. Đây bên design nè. Cũng hình điện thoại có cái text view Hello World và wow, test. Và bạn thấy cái biểu này, đây một cái đoạn mình tạm gọi là đoạn code cũng tương đối dài. Và phần đây là gọi là phần review nè, nó có bản review. Thay vì dù bạn khi mà bạn muốn gõ cái gì bên đây á, muốn xem giao diện thế nào xem chưa, click qua sai, click qua click lại. Thì bây giờ hỗ trợ phần test nó có một review. Và nếu bạn nào mà không bật ra cái phần review này thì bạn xem ở bên phải màn hình luôn, cạnh phải màn hình nó có nút review nè. Đây mình click vào một cái thì nó khép lại, click một cái thì nó chạy ra. Thì vẫn cộng, vẫn trừ, nâng giảm. Được ha. Thì cái màn hình của mình đang có text Hello World mà nó còn có thì sao thấy nó tương đối dài vậy? À, nó cũng không dài đâu. Để những video sau thì mình sẽ qua cái phần học về layout thì bạn thấy nó rất là đơn giản. À, đó cái phần. Thì nó là ngoài việc mình kéo thả bên design, kéo thả ở đây nè, nó có thể phát sinh những cái view và những cái công cụ trên màn hình khi bạn gõ bên đây.
anh cho phép gõ. Bây giờ cái tag view là thay vì bạn kéo vào, bạn gõ cái đoạn code này thì nó giống như vậy luôn, tương đương. Hai phần test, hai phần ha, một phần test design, bạn làm phần nào cũng được ha. Phần test. Tiếp theo là bạn xem cái khung bên trái, cạnh trái luôn. Đây mình kéo ra chú à. Ở giữa mỗi cái phần á, bạn ra vào có mũi tên hai chiều á, bạn thể cho nó rộng là hoặc hẹp lại cái phần đó để bạn dễ xem. Bạn ưu tiên cái phần nào. Rồi mình khép lại bớt ha, property. Rồi ở đây. Bên phần này ở phía trên á, bạn click vào. Nó đang chọn cho mình là cái mục Android. Đây mục Android thì mặc định nó chọn như vậy. Thì trên cái mục đó mình sẽ nói phần tiếp theo. Thì hiện tại bên đây nó sẽ liệt kê những cái thông tin, những cái file trong cái ứng dụng mình sẽ có. Ứng dụng một app lớn nha. Vô thu gọn lại chỉ có như đây. Nha. Thì bên đây nó có sử dụng để làm cái gì? Thì trước tiên cái đơn giản cho các bạn á, để sử dụng là bây giờ giả sử đi, mình tạo rồi sắc lên. Nó mở luôn luôn mặc định mình một cái file Java với file XML activity. Bây giờ mình vô tình hay là cố ý gì đó tắt nó, lấy chữ tắt ha, đấy tắt hết thì không có file này được mở hết. Bây giờ làm sao mở bây giờ? Thì bây giờ mở cũng lần lượt mở lại một file XML, một file Java. Bây giờ mình đi tìm. Thứ nhất là ngay một Android thì mình tạm gọi là cái góc nhìn của Android ở trong cái sổ sách của mình của Android. Thì nếu thu gọn hết nó chỉ hai phần. Mình vào phần app ha, phần sổ ra. Tiếp theo là phần Java. Trong Java thì mình thấy nó có ba cái thư mục tên rất là giống nhau. Cái tên này chính là cái bucket name. Lúc đầu bạn tạo đồ sách á, nó kết hợp từ cái application name và company domain. Nó tạo cho mình theo com chấm chấm gì đó, chấm ứng dụng đầu tiên, tên của mình. Tại sao nó có ba cái giống nhau? Thì nó có ba cái giống nhau á, bạn chỉ quan tâm hàng đầu tiên thôi. Còn hai hàng dưới, cái mặt đằng sau đây Android test và test, là hai hàng dưới là cái phần mặc định của Android Studio nó tạo để nó test con hệ thống với nó, thì mình không quan tâm phần đó. Mình chỉ tương tác với hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên thôi nha. Rồi mình sổ ra. Nhớ là mình đang vào trong mục của Java. Sổ cái bucket name mình ra. Rồi nó có một cái class tên là main activity. Thì giờ muốn mở nó lên, mình click double nó thôi. Double click vào. Đấy, main activity giống như lúc đầu nó mở ha. Thì cái đó bạn nhớ là cái vị trí nó quản lý và cách giờ sẽ mình tắt mở lên nó nằm ở đâu. Những phần nào cái file Java thì bạn sẽ vào bucket name để quản lý trong đó hết toàn bộ. Đó là phần đầu tiên, file Java. Vậy tiếp theo cái phần còn lại mình cái giao diện activity manager XML file layout của mình. Thì bạn xuống tiếp cái phần nó để chữ REST à, vector của resource ha. Những cái phần tài nguyên nó nằm trong đây toàn bộ. Rồi. Sổ mũi tên xuống. Đấy, trong REST nó có 4 thư mục là Rollable, Layout, Mipmap và Value. Thì đâu thấy bạn quan tâm mình đang cần tìm layout thì à, có thằng thứ hai nè, nó có chữ layout luôn, rất là rõ. Thì mình sổ ra layout. Và vừa sổ ra thấy có activityman.xml. Rõ ràng cái file mình đang tìm đúng không? Còn double click nữa lên. Ấy ra cái file giao diện của mình bình thường. Vẫn có design, vẫn có test. Nó là hai nơi ha, nó chứa Java và chứa layout. Đó là hai phần chính của mình. Ngoài ra thì nói thêm các bạn về một số cái ha. Đó là hai cái chính thôi. Bây giờ trong một app như nó còn file Android manifest nè, .xml. Rồi mở nó lên thử. Rồi file Android manifest này thì nó sẽ chứa những cái phần cấu hình cho cái ứng dụng của mình. À, ví dụ một cái là ví dụ icon nè, là cái ứng dụng khi cài app của bạn ra cái icon nào đại diện. Label là tên của ứng dụng. Nếu các bạn có thể chỉnh lại cái tên ứng dụng. Ví dụ mình đặt cái đây ứng dụng đầu tiên 124, nhưng khi bạn cài nó hãy ra tên ứng dụng khác là do mình chỉnh trong label này. Đó ha. Hoặc là activity mình quản lý mấy cái màn hình. Đó là nó sẽ trong cái hàng Android manifest. Tiếp theo Rollable. Trong resource có một thư mục Rollable. Thì Rollable hiện tại là nó dùng để chứa những cái mục hình ảnh. Hình ảnh mình đưa vào trong project để mình làm gì đó thì mình chứa trong Rollable. Ha. Layout thì nói rồi. Và mipmap. Mipmap thì bạn thấy nó quen quen đó. Đó là trong Android manifest nè. Có icon A cộng mipmap xuyệt IC Cluster. Là nó trỏ đường dẫn tới một cái hình ảnh nào đó dùng để gán làm icon. Và thường mipmap nó chỉ làm icon thôi. Nó ra mipmap.
nó có XL Larger và có mấy cái hình hình hiển khác nhau, kích thước HTBI, XX gì đó, là kích thước to nhỏ khác nhau để tùy máy hiển thị. Đó là phần bitmap mà giữa cái hình icon cho app. Thứ tư là một value. Value là do những giá trị thì nó chứa, nó chứa màu nè, color, dimension, kích thước, string, những cái chuỗi và style là cái phần nó định dạng cái app của mình, nó không cách hoặc cách nó cái giao diện như thế nào á, phần style. Nó qua nhưng mà chưa. Ví dụ color nè, nó chứa mấy cái mã màu. Mã màu này nó giống như trong HTML vậy á, bạn có đặt cái tên rồi cho nó mã màu. Và kích thước. Kích thước quy định, ví dụ đơn vị nó sử dụng đây là DB, đây là 16 DB, khi cần sử dụng thì gọi nó ra. Hoặc là string, string XML. Đấy là ngay chỗ này cái tên ứng dụng của bạn nè. Muốn có đổi gì đó vào trong file này đổi. Để cái tên ứng dụng mình khi nó cài nó xuất hiện. Nghe không? Rồi tương tự style là nó sử dụng cần app theme nè. App theme là trong Android Manifest đang sử dụng là theme a.style sử app theme. Tại nó đang sử dụng cái file đó mặc định. À, thì mấy cái file này hiện tại bạn chưa cần chỉnh nhiều đâu, chưa được mới nó. Khi nào có những bài mà nó cần chỉnh đó, thì mình vào. Rồi còn mục cuối. Mục cuối của mình là cái RadoRip. RadoRip thì chỉ nói sơ qua cho các bạn là nó chứa những cái phần cài đặt hoặc là cấu hình thư viện của cái rô sách của mình thôi. Thì chỉ bạn biết trước là như vậy nha. Còn hiện tại mình chưa học thì bạn đừng có mở mấy file này lên. Tại nó rất là gây dễ lỗi cái ứng dụng mình nha, lỗi cái rô sách nha. Nó cần nhớ nó chứa cấu hình và phần thư viện. Rồi nhắc lại ha, thì trong hai cái này cái chính các bạn cần nhớ là nơi nào chứa file Java, rồi nơi nào chứa layout. À, ok. Đó cái phần mình quen, cái thư mục. Rồi cái phần menu ở đây á thì bạn cũng có thể xem luôn ha, menu ở đây. Để mình chọn phần menu của nó. Rồi những công cụ nó click load, click mở gì đó. Hoặc là click run những cái chính của mình. À hoặc có một cái nữa nhắc tới run thì khi bạn click, giả sử mình giờ mình run lại cái reset này ha. Thì mặc định là chỉ có button màu xanh đó, click vào đây có màu xám nó đang build nè. Bạn xem cho nó có cái gì khác sau khi nó run lên. Ứng dụng đã run nha, và bây giờ xem lại button run nè. Rồi ngoài ra nó thêm hai cái button phía sau nữa. Mình để giờ này có mũi tên vòng lên để là rerun app hay là control F5. Và kế bên có vuông màu đỏ stop app. Thì khi bạn đang run rồi, ứng dụng nó đang chạy mấy ảo. Bạn muốn chạy lại lần thứ hai á, khi bạn muốn chạy lại với ứng dụng nó là đang chạy ha, thì bạn sẽ chọn rerun. Còn muốn tắt ứng dụng, click vào button stop. À cái phần đó hai cái mình nói thêm. Chạy lại vào trong lúc ứng dụng nó bạn đang chạy rồi muốn build lại cho nó thì click rerun, tắt, click stop. Ví dụ mình tắt nó thì click stop cho nó. Thì ứng dụng bên máy ảo này nó tắt. Đó là phần quản lý để nó chạy. Ngoài ra bạn có thể xem thêm những cái phần xung quanh của nó. Như bạn click, ví dụ bên đây là nó thể xoay ngang dọc màn hình đó, bạn click vào, mình chọn thử. Đó là mình giới thiệu sơ qua những cái phần cấu trúc thư mục cũng như làm quen với Android Studio để bắt đầu viết code với nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.